Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc, Lầu Năm Góc và các quan chức tình báo Mỹ đang cố gắng giải thích về những gì đang xảy ra liên quan tới vật thể bay không xác định trên bầu trời Alaska, Canada và Michigan. Các vật thể đã bị các máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ bằng tên lửa vào 5 ngày liên tiếp trong tuần qua. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho biết chuẩn bị bắn hạ một UFO khác mà họ phát hiện, vật thể mới nhất lần đầu tiên phát hiện vào ngày thứ tư tại Montana. Ban đầu, một cuộc tranh luận nổi lên về việc nó có thực sự tồn tại hay không khi các quan chức quân sự phát hiện ra đốm sáng trên radar quan sát rồi sau đó bỗng dưng biến mất. Họ nhận thấy có điều gì bất thường đang xảy ra. Đến ngày Chủ nhật, một đốm sáng lại xuất hiện tại Montana, rồi Wisconsin và Michigan. Sau khi các quan chức quân sự xác nhận trực quan, họ điều một chiếc F-16 bắn hạ vật thể trên khu vực hồ Huzon. Hai câu hỏi lớn hiện xoay quanh các vụ việc này. Thứ nhất, vật thể bay này là gì? Thứ hai, tại sao chúng lại đột ngột xuất hiện và bị bắn hạ nhiều hơn ở Mỹ? Chưa có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Theo New York Times, các quan chức của Mỹ chưa xác định được vật thể lạ này là gì, càng không biết chúng dùng để làm gì hay ai đã đưa chúng đến. Vật thể bị bắn hạ tại hồ Huron trước đó bay ở độ cao 7.000m, nguy hiểm cho các chuyến bay hàng không dân dụng. Các quan chức Mỹ cho biết thêm, nó có cấu trúc hình bát giác với các sợi dây treo lơ lửng nhưng không rõ mang theo những gì. Trong khi đó, các vật thể bị bắn hạ vào 2 ngày trước đó cũng bay ở độ cao thấp, nguy hiểm hơn so với các máy bay dân sự nên đã ngay lập tức bị bắn hạ. Một quan chức của Bộ Quốc phòng cho biết chúng rất có thể không phải là khí cầu, nhưng vật thể hôm qua được chính quyền Canada mô tả là hình trụ và rất có thể là sản phẩm của các nghiên cứu bí mật đang được sử dụng để thử nghiệm. Đến nay vẫn chưa ai biết rõ đâu là sự thật. Sada của NORAD theo dõi hai vật thể đầu tiên trong ít nhất 15 giờ trước khi phát hiện và bắn hạ, nhưng các quan chức của Bộ Quốc phòng chưa bao giờ nói liệu họ có phát hiện ra các vật thể này trên radar trước khi chúng tới gần không phận của Mỹ hay không. Một quan chức cho biết không biết điều gì đã giữ các vật thể bay này ở trên cao. Ngoài ra, các quan chức của Mỹ đang xem xét video về các dữ liệu cảm biến khác được phi công thu thập, những người đã trực tiếp quan sát các vật thể trước khi chúng bị bắn hạ. Nhưng bản chất chính xác của các vật thể, việc chúng đến từ đâu và phục vụ cho mục đích gì sẽ không được xác nhận cho tới khi FBI và Cảnh sát Canada có cơ hội kiểm tra kỹ lưỡng các mảnh vỡ. Đối với câu hỏi thứ hai chưa thực sự chắc chắn, việc các vật thể bay xuất hiện tại Mỹ không phải là đột ngột nhiều lên hay không. Điều chắc chắn trước mắt là sau khi vụ kinh khí cầu của Trung Quốc, quân đội Mỹ và Canada đang trở nên cảnh giác và chú ý tới các vật thể mà trong quá khứ có thể họ đã cho phép bỏ qua. Một trong những động thái ảnh hưởng tới tần suất phát hiện của các UFO là sau vụ kinh khí cầu, Bộ Tư lệnh Quốc phòng Vũ trụ của Bắc Mỹ hay NORAD đã điều chỉnh để hệ thống radar trở nên nhạy cảm hơn. Nói cách khác, NORAD thấy nhiều vụ xâm nhập vì họ đang chú ý tìm kiếm các vụ việc đó. Điều này một phần được thúc đẩy bởi những lùm xùm liên quan tới kinh khí cầu của Trung Quốc khi một số ý kiến cho rằng vật thể này đã bay lơ lửng trong không phận của Mỹ trong một thời gian quá lâu, tức một tuần mới bị bắn hạ. Chúng tôi đang xếp xét kỹ lưỡng hơn không phận ở những độ cao này bằng nhiều biện pháp, bao gồm tăng cường radar. Điều đó có thể giải thích một phần sự gia tăng của các vật thể được phát hiện trong tuần qua. Melissa Dalston, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ cho biết tại cuộc họp báo vào tối ngày Chủ nhật, các quan chức Mỹ không loại bỏ hoàn toàn khả năng một số vụ việc thực tế có thể nhiều hơn. Một số giả thuyết đưa ra rằng các vật thể có thể tới từ Trung Quốc hoặc một cường quốc nước có thể nhằm mục đích kiểm tra khả năng phát hiện của Mỹ sau vụ kinh khí cầu. Một giả thuyết khác được đưa ra hôm Chủ nhật về việc các quan chức có loại trừ khả năng các vật thể này có nguồn gốc ngoài trái đất hay không. Tướng Glenn D. Passhack, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của lực lượng không quân Mỹ cho biết, tôi chưa loại trừ bất cứ điều gì vào thời điểm này, nhưng một số quan chức an ninh quốc gia của Mỹ thì có ý kiến ngược lại. Một trong số nhận định đó, các vật thể không phải là thứ gì khác ngoài những thiết bị được tạo ra trên trái đất. Trong khi đó, phía bên kia bán cầu, các nhà chức trách Trung Quốc cũng được cho là đang chuẩn bị bắn hạ một vật thể bay không xác định được phát hiện trên bầu trời gần phía đông của tỉnh Sơn Đông. Các nhà chức trách nước này đã đưa ra thông tin hôm Chủ nhật nói vật thể được phát hiện gần thành phố Nhật Chiếu. Theo Global Times, các nhà chức trách đang chuẩn bị bắn hạ vật thể này và kêu gọi ngư dân ở khu vực lân cận giữ an toàn. Ngoài cụm vật thể bay không xác định quen thuộc với công chúng, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, quân đội Trung Quốc dùng cụm điều kiện trên không xác định, trong khi quân đội Mỹ dùng hiện tượng trên không không xác định để chỉ những trường hợp UFO. Theo Independent, tính tới tháng 6 năm 2021, lần duy nhất Trung Quốc từng xác nhận chính thức về việc UFO được nhìn thấy là vào năm 1998, khi hai máy bay quân sự phải đánh chặn một vật thể bay tầm thấp giống cây nấm chân ngắn với hai luồng sáng từ tâm, và khi tới gần, vật thể tăng tốc trước khi biến mất một cách ma mị. Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để
theo dõi các báo cáo UFO, với việc số lượng báo cáo có xu hướng gia tăng khi các cơ quan Mỹ cho rằng khí cầu Trung Quốc đi vào không phận nước này là để do thám. Bắc Kinh phủ nhận và cho biết đó thực sự là một kinh khí cầu dân sự, mục đích để nghiên cứu khí hậu. Trung Quốc chỉ trích Mỹ thổi phồng và phản ứng thái quá khi dùng vũ lực để bắn hạ khí cầu, nói rằng hoàn toàn có thể có động thái đáp trả. Đối với các vật thể không xác định mới nhất mà Mỹ bắn hạ, nếu bất cứ vật thể nào là từ Trung Quốc, điều đó có thể là bước leo thang lớn sau sự cố kinh khí cầu. Theo New York Times, một số quan chức vì vậy cho rằng không nên vội vàng kết luận các vật thể là bị giám sát tại Bắc Kinh, trong khi đó các quan chức Trung Quốc dường như cũng muốn giảm căng thẳng liên quan. Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm phạm không phận hơn 10 lần. Trung Quốc khẳng định đã phản ứng có trách nhiệm và chuyên nghiệp với các kinh khí cầu của Mỹ bị cáo buộc đi vào không phận của nước này. Tại cuộc họp báo ngày thứ hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, kể từ tháng 1 năm 2022, các kinh khí cầu của Mỹ đã đi vào không phận của Trung Quốc hơn 10 lần. Riêng năm ngoái, kinh khí cầu của Mỹ đã xâm phạm vào không phận của Trung Quốc hơn 10 lần mà không có sự cho phép của giới chức sở tại, ông Uông nói. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Trung Quốc không nêu chi tiết cáo buộc trên. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Bắc Kinh đối với việc các kinh khí cầu của Mỹ, ông Uông khẳng định Trung Quốc phản ứng có trách nhiệm và chuyên nghiệp. Ông cũng cáo buộc Mỹ thường xuyên điều tra máy bay, tàu quân sự làm nhiệm vụ do thám gần Trung Quốc, trong đó riêng năm 2022 là 657 lần. Bình luận trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng sau vụ Washington bắn rơi một kinh khí cầu của Bắc Kinh đi vào không phận của Mỹ trong nhiều ngày. Mỹ nghi ngờ đây là kinh khí cầu do thám, song Trung Quốc nói rằng đó chỉ là kinh khí cầu dân sự phục vụ cho mục đích nghiên cứu khí tượng. Mỹ đã trục vớt xác của kinh khí cầu để phân tích và từ chối trao trả cho phía Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần trước đã đưa ra vào danh sách trừng phạt 6 doanh nghiệp bị nghi là có mối quan hệ với chương trình hàng không vũ trụ của quân đội Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp trên bị cấm tiếp cận công nghệ với Mỹ khi chưa được sự đồng ý của chính phủ Mỹ. Bắc Kinh đã chỉ trích hành động của Mỹ là thái quá, đồng thời cảnh báo có quyền đáp trả tương tự. Philippines tố cáo tàu hải cảnh của Trung Quốc chiếu laser trên Biển Đông. Philippines đã cáo buộc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã chiếu laser cấp quân sự và một tàu tuần xuyên của Manila. Tàu tuần xuyên Philippines PCC ngày hôm qua cho biết tàu BAB Malabar của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc chiều ngày thứ hai tuần trước trên Biển Đông. Theo tờ Philippines Daily Explorer, tàu của Philippines khi đó đang hỗ trợ việc thay lực lượng và tiếp tế hải quân tại bãi cỏ mây. Đây là thực thể của quần đảo Trường Sa thuộc quyền của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu laser cấp quân sự và tàu BAB Malabar. Việc này đã khiến cho thủy thủ trên tàu bị mất thị giác tạm thời. Vụ việc xảy ra khi tàu Philippines cách bãi cỏ mây khoảng 19,5 km. Đô đốc Artemio Abu, tư lệnh BCC, ra tuyên bố nói rằng BCC lên án bất kỳ hành động nào gây tranh cãi về sự an toàn của mọi người, bất kể họ đang mang quốc tịch gì. Philippines tố cáo tàu của Trung Quốc chạy cắt ngang mũi tàu BAB Malabar khoảng cách 7,4 km và sau đó di chuyển nguy hiểm. Có thời điểm cách tàu của Philippines chỉ 137m trước khi chiếu laser. Philippines nói rằng hai bên liên tục phát bộ đàm cảnh báo và tàu hải cảnh của Trung Quốc tuyên bố rằng đó là khu vực thuộc quyền tài phán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phó đề đốc Jay Staria, cố vấn tư lệnh BCC về an ninh biển nói rằng các thủy thủ bị chiếu laser đã bị mù tạm thời trong khoảng từ 10 đến 15 giây, nhưng chưa rõ có ảnh hưởng lâu dài hay không. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Tháng 6 năm ngoái, một tàu hải cảnh quân sự của Trung Quốc đã chiếu đèn pha vào một tàu kéo của Philippines tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cũng trong năm ngoái, chính quyền Úc cáo buộc một tàu chiến của Trung Quốc chiếu laser vào một máy bay không quân của Úc tại phía bắc của bờ biển nước này. Trung Quốc bác bỏ thông tin này. Tháng 8 cùng năm, lực lượng trên tàu 5205 nói trên đã tháo tấm bạt che tháp pháo trên tàu khi tàu BAP Malabar của BCC vượt qua khu vực phong tỏa của Trung Quốc trong lúc tham gia nhiệm vụ tiếp tế tại bãi cỏ mây ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh nói gì về cáo buộc tàu Trung Quốc chiếu laser vào máy bay của Úc? Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã có phản ứng sau khi chính phủ Úc cáo buộc một tàu quân sự của Trung Quốc chiếu laser vào một máy bay giám sát của Úc ở vùng biển phía bắc của nước này. 3 ngày trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay đã khẳng định chiếc tàu hải quân của Trung Quốc bị cáo buộc chiếu laser đã hoạt động gần bờ biển của Úc đến mức đứng trên đất liền có thể nhìn thấy nó. Ông kêu gọi Bắc Kinh tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc. Theo Reuters, ông Scott Morrison cho biết giới phóng viên hay chính phủ Úc chưa nhận được lời giải thích về vụ việc từ Trung Quốc. Hôm qua, ông Morrison đã cáo buộc Trung Quốc có hành động đe dọa và gọi hành động chiếu laser của tàu Trung Quốc là không chính đáng và vô cớ, theo AFP. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng của Úc, Bester Duston, gọi đó là hành động rất hung hăng. Tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc đang hy vọng không có ai nói về những hành động bắt nạt hung hăng này, ông Duston cho hay hôm qua. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Uông Văn Bân bác bỏ những chỉ trích từ chính phủ Úc mà ông gọi là thông tin sai lệch. Ông Uông nói tàu hải quân của Trung Quốc tuân thủ pháp luật của quốc tế, theo Reuters. Hôm trước đó, The Guardian đưa tin Bộ Quốc phòng Úc đã cáo buộc tàu hải quân của Trung Quốc chiếu laser vào một máy bay tuần tra trên biển
B-8A Poseidon của Úc đang bay trên vùng biển phía Bắc. Việc máy bay bị tàu Trung Quốc chiếu laser là sự việc nghiêm trọng về tính an toàn. Những hành vi như thế có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Chúng tôi cực lên án hành vi quân sự của Trung Quốc về sự không an toàn. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng của Úc, cũng theo thông báo, hai tàu của Trung Quốc đang di chuyển về phía đông qua biển Arafura vào thời gian xảy ra sự việc. Vùng biển này nằm giữa bờ biển phía Bắc của Úc với bờ biển phía Nam của New Guinea. Sau đó, hai tàu đi qua eo biển Turus và vào biển San Ho. Vào năm 2019, các tàu dân quân của Trung Quốc nhiều lần chiếu laser vào các máy bay của Úc trên Biển Đông, theo đài ABC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!